Kính chào quý vị đã đến với những vụ trọng án trên kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, với mục đích luyện bùa ngải, một đối tượng Việt kiều Mỹ đã điện về Việt Nam nhờ người thân tìm một hộp sọ gái đồng trinh. Từ đơn hàng đặc biệt này, một hành trình lừa đảo, trộm cắp hộp sọ nhẫn tâm được đám phu mộ khởi động. Mọi việc tưởng như êm xuôi thì bất ngờ cơ quan công an phát hiện tang vật lúc sắp sửa được chuyển lên máy bay xuất ngoại. Vụ án xuất khẩu sọ người này đã gây chấn động dư luận thành phố Hồ Chí Minh một thời. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi diễn biến của vụ việc và cùng thảo luận vấn đề này ở phần bình luận ở video dưới đây. Một vụ án đã diễn ra cách đây 10 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, nhiều người vẫn không khỏi rùng mình. Sự phát hiện tình cờ của các cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã hé lộ một đường dây cung cấp vật phẩm phục vụ mê tín dị đoan xuyên quốc gia. Cũng từ đây, một vụ án lừa lọc trộm sọ người tại tỉnh Long An đã được bóc gỡ. Quá trình gặp gỡ các điều tra viên, các nhân chứng để lật lại những tình tiết biết của vụ án để độc giả thấy, dù ở xã hội hiện đại nhưng trong cuộc sống vẫn còn có những thành phần mê tín đến ngu muội. Ngày 13 tháng 7 năm 2005, tại gian giao dịch dành cho khách gửi hàng đi ngoại quốc của Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có một người đàn ông trẻ làm thủ tục gửi hàng đi Mỹ. Kiện hàng của vị khách được gói kỹ bằng thùng cát tông. Khối lượng nặng hơn 9 kg, gồm những thứ rất bình thường. Đáng chú ý là một tượng thần tài bằng thạch cao màu trắng, cao khoảng 50 cm, rộng 30, dài 40 cm. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, vị khách ra về. Khoảng 15 giờ cùng ngày, kiện hàng được chuyển sang bộ phận hải quan kiểm tra lần cuối để chuyển lên máy bay sang Mỹ. Thế nhưng, trong lúc để tại gian hàng thì bức tượng bị chảy nước từ bên trong. Nhân viên bưu điện đã lần theo biên nhận thì phát hiện đây là khách hàng tên Đoàn Ngọc Văn, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Hàng sẽ được gửi đến tên người nhận là Dương Trùng Dương, sinh sống tại Mỹ. Cơ quan hải quan đã triệu tập khách hàng này đến để kiểm tra bên trong có gì. Đúng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 7, với sự có mặt của Đoàn Ngọc Văn, hai nhân viên hải quan là anh Châu Vũ Tuấn và anh Nguyễn Hồng Thiện trực tiếp mở gói hàng. Khi kiểm tra ruột bức tượng, họ phát hiện một xương hộp sọ đã ngả màu đen, hàm răng phía dưới bị tách rời khỏi hộp sọ. Ngoài ra còn có cả trà khô, hoa nhài dùng để chèn lót xung quanh, một gói củ riềng nặng 318 g, chiếc đầu lâu chọc lóc, hàm răng nhẵn bóng khiến ai lấy cũng phải khiếp hồn bạt vía. Riêng anh Tuấn và Thiện quá sợ hãi nên đã nôn ói, ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Vụ việc được báo lên Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy có nhiều bí ẩn và dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an đã tạm giữ Đoàn Ngọc Văn để phục vụ điều tra. Sau khi bưu điện rà soát lại đơn hàng của Văn từng gửi đi nước ngoài thì phát hiện người này đã bắt đầu có những lô hàng kỳ lạ gửi đi từ ngày 6 tháng 4 năm 2005. Phía công an yêu cầu Phương giải thích về chiếc hộp sọ cùng những thứ anh ta đã chuyển trong thời gian qua. Phương khai, đây là hàng gửi cho anh trai ở nước ngoài. Bản thân Phương nhận hàng tại vệ đường cạnh cây xăng từ một người ở Long An. Do chỉ liên lạc với người đó qua điện thoại nên Phương không hề biết mặt hay địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, qua nhiều ngày điều tra, sự thật đã được phơi bày. Tất cả số hàng hóa trên được Phương gửi cho Dương, hành nghề cùng bái. Cũng theo khai báo của Phương thì Dương cần hộp sọ cho việc luyện bùa thiên linh cái, một dạng bùa dân gian vẫn lưu truyền những kiểu luyện vô cùng rùng rợn. Theo quan niệm của phái bùa này, người nào muốn luyện thành công chỉ có thể sử dụng đầu của những thiếu nữ đồng trinh. Ngày 28 tháng 3 năm 2006, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức, Long An đã xét xử sơ thẩm vụ án trộm sọ người. Các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm pháp của mình. Kết quả phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thái S 24 tháng tù giam, Đoàn Ngọc Văn 18 tháng tù, Đặng Văn Nành 15 tháng tù, Đoàn Văn Tứ 12 tháng tù về tội danh xâm phạm đại thể, cùng với án mức chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 12 triệu đồng. Dương Trùng Dương, tên thật là Đoàn Ngọc Dưỡng, đang định cư tại Mỹ, là anh trai của Đoàn Ngọc Văn. Ở Mỹ, Dương hành nghề thầy bùa nhưng muốn cao tay hơn nên chuyển sang luyện bùa thiên linh cái. Theo gã pháp sư này thì chỉ dùng hộp sọ của những cô gái đồng trinh mới giúp luyện phép hiệu nghiệm, và một khi thành công thì chủ nhân có thể dùng linh hồn của gái trinh này sai khiến người khác tùy vào mục đích của mình.
gã đã điện về Việt Nam nhờ Phăng tìm hộp sọ gửi sang. Chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng Phăng cũng tìm được một thầy cúng. Ông này khuyên y về huyện Bức Lức, tỉnh Long An tìm hộp sọ. Tại Bến Lức, Phăng tìm gặp S là một chùm thi hài nổi tiếng trong vùng. Dưỡng đã đưa lời đề nghị tìm hộp sọ gái đồng trinh để mua với mức giá 1,7 triệu đồng. Tên S ngửi thấy mùi tiền nên gật đầu ngay và hẹn ngày chủ động liên lạc lại với Phăng để giao hàng. Làm trong nghề lâu năm, S có khá nhiều đàn em cũng như đồng nghiệp làm trong giới hút xác nghĩa địa. Trong đó có một người tên Đoàn Văn Tứ ở xã Thạnh Đức. Tứ là kẻ chuyên kiếm tiền bằng nghề đánh trống, thổi kèn thuê ở các đám tang. Ngoài những lúc bận rộn, y cũng chui nhủi khắp những nghĩa địa trong huyện để làm nghề bốc mộ, rời cốt hay lặn sông tìm thi hài đuối nước. Được S đề nghị chia chác phần trăm khi trộm sọ người, Tứ nhanh chóng nhận lời và lên kế hoạch lùng sục hàng. Biết mảnh đất của nghĩa địa Trang Bà Ốc ở ấp 6 xã Thạnh Đức đang nằm trong diện giải tỏa để làm đường cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, nên Tứ đã đến thăm dò. Lần là mãi, y mới biết ông Trần Văn Dạ và bà Lê Thị Hoe ở ấp 6 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức đang có hai ngôi mộ bị dính vào diện phải di rời. Đó là mộ mẹ ông Dạ và cô con gái mới 18 tuổi chưa lập gia đình. Tứ âm thầm tìm đến nhà ông Dạ, đặt vấn đề hốt cốt thuê với giá hữu nghị là 500.000 đồng bao trọn gói. Nhà ông Dạng vốn thuộc diện nghèo, lên nghe giá cả phải chăng thì đồng ý ngay. Để có thể thực hiện âm mưu trộm sọ được êm xuôi, S cử thêm cháu của mình là Đặng Văn Lành sang bốc cùng. Ngày 10 tháng 7 năm 2005, Tứ quyết định bốc mộ, thế nhưng lấy cớ ngày xấu, nên y bảo những ai thuộc gia đình ông Dạng không được trực tiếp chứng kiến, nếu không muốn sau này gặp đại họa. Tưởng thật, gia đình ông Dạng răm rắp nghe theo, con cháu chẳng ai dám ló mặt ra nghĩa địa xem sự tình như thế nào. Nhờ đó, âm mưu rùng rợn này đã được diễn ra chót lọt mà không bị gia đình nhà ông Dạng nghi ngờ. Sau đó vài ngày, con trai ông Dạng là Trần Văn Cu, 41 tuổi, đang trên đường đi làm về, ghé mua một tờ báo, vô tình đọc được bài viết về vụ án phát hiện chiếc hộp sọ bí ẩn tại bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Càng đọc, anh Cu càng thấy nội dung có quá nhiều điều trùng hợp đến ngôi mộ của nhà mình vừa mới nhờ người bốc mộ. Anh nhanh chóng đem tin này về báo cho cha mẹ và cùng cha quyết định nhờ người khai quật mộ. Ngày khai quật mộ có sự chứng kiến của công an và những kẻ liên quan. Thoạt đầu, khi đào mộ của bà nội anh Cu, mọi người đều hồi hộp, lo sợ, nhưng kết quả là bộ hài cốt vẫn còn y nguyên. Khi khai quật mộ em gái, quả nhiên anh Cu chỉ thấy một bộ cốt không đầu. Bà Lê Thị Hoe, 75 tuổi nhớ lại: "Lúc nhìn thấy hài cốt của con gái không đầu, tôi vô cùng choáng váng, khịu ngay tại chỗ. Còn chồng tôi không nói được lời nào, không thể tin được, sống gần trọn cuộc đời chỉ thấy người ta trộm vàng, trộm bạc, chứ chưa thấy từng nghe đến chuyện trộm sọ người." Thời khắc gia đình ông Dạng, bà Hoe ngỡ ngàng chứng kiến cảnh con gái bị mất đầu thì cũng là lúc những tên phu mộ bị bắt. Từ lời khai của đám kền kền nghĩa địa này, một đường dây buôn bán vật phẩm phục vụ mê tín dị đoan xuyên quốc gia bị bại lộ. Đối tượng Đoàn Ngọc Dưỡng và những tên phu mộ sau đó bị đưa ra xét xử vì tội xâm phạm đại thể và phải nhận án phạt thích đáng từ cơ quan pháp luật. Ngày 28 tháng 3 năm 2006, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức, Long An đã xét xử sơ thẩm vụ án trộm sọ người. Các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm pháp của mình. Kết quả phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thái S 24 tháng tù, Đoàn Ngọc Phăng 18 tháng tù, Đặng Văn Lành 15 tháng tù, Đoàn Văn Tứ 12 tháng tù cùng án treo về tội xâm phạm đại thể, cùng chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 12 triệu đồng. Thưa quý vị, câu chuyện trên là sự thật quá rùng rợn, trộm sọ người vì lợi ích của bản thân. Qua đó ta thấy được sự nhận thức của con người đối với giới tâm linh là vô cùng quan trọng. Thậm chí, nhiều người mê tín dị đoan đến một cách mù quáng khi đặt niềm tin vào những thứ dị thường, hoang đường và nhảm nhí. Tệ nạn này không chỉ gây ra những hệ lụy xấu về cả sức khỏe, kinh tế mà thậm chí còn cướp đi tính mạng của nhiều người. Vì vậy, hãy sống một cách tích cực, không nên quá tin vào những thứ viển vông, sống thực tế và làm những việc có ích cho cuộc đời. Quý vị có những suy nghĩ như thế nào về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, đã đến lúc chương trình phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.